Có cái súng bắn đinh bê tông T-64 rồi. Khách mang đến thì đang báo lỗi là lưỡi gà kẹt và không ra đinh. Thì cái này khách dùng lâu là ảnh hưởng đến cái lưỡi gà ở trong. Mình tháo em thay cái lưỡi gà là xong. Đây. Cái này anh em thợ ở nhà mua lưỡi gà về thay được luôn nhé. Vì nó cũng đơn giản mà. Để họ khách dùng lâu rồi bây giờ đinh nó không ra hơi nhé. Thì mình tháo thay lưỡi gà. Nhớ để mọi người để ý nhé. Trong này đây nhớ để ý lắp theo đúng chiều nó nhé, không lại nhầm. Đây. Đấy. Mình tháo lưỡi gà thay lưỡi gà. Nó về lâu dù không được nó kẹt nữa gà. Cái gà lâu nó hỏng cái lưỡi gà này. Nó mòn răng rồi và hai là cái đầu tè, nó tè mất cái đầu này rồi. Đinh nó kẹt này, không ra này. Mình thay cái mới luôn. Trong lúc mình mà cần quá mình vệ sinh sạch trong này, không thì thay cứ thế đưa thay vào là xong nhé. Đấy, nó rất đơn giản đấy. Anh em thợ ở nhà làm được luôn đấy. Mọi người nhớ để ý nắp cái mặt bích của nó vào trước đây, mặt này trên, và để ý luôn là cả nó có cả một cái răng trên này nhé, không để mình mất cái răng nhé. Đấy, mọi người để ý cái răng, mất cái răng này nó tụt hơi nhé. Đấy, xong thế thôi. Đấy, thay rất đơn giản. Đấy. Rồi, anh em thợ mua về nhà tự thay được luôn, đỡ phải mang ra hàng. Đấy. Đấy, lắp vào là mình dùng thôi.